Kính thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên, tôi xin chân thành rất cảm ơn quý vị và các bạn trong những ngày qua đã theo dõi và ủng hộ kênh. Tôi xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong kênh của tôi có đăng lên nhiều bài nói về cách dùng và liều dùng của các cây trái, cây rau, cây cỏ, các gia vị mình ăn hàng ngày mà cũng dùng làm thuốc để trị bệnh. Các bạn có thể tìm xem để khi cần thì có thể dùng nhé. Và hôm nay tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài tiếp theo, đó là hướng dẫn cách dùng và liều dùng của cây thuốc dồi. Cây thuốc dồi đang trước mặt chúng ta đó các bạn. Cây thuốc dồi này là của nhà mình trồng để dùng làm cây thuốc kiển. Cây thuốc dồi là loại cây cỏ sống nhiều năm, cao từ 40 đến 50 cm. Lá nhám, mọc so le, có khi mọc đối. Cây thuốc dồi mọc hoang ở khắp nơi. Dân gian dùng cây thuốc dồi làm trà để nấu nước uống. Cây thuốc dồi có vị ngọt nhạt, mát, vào kinh phế, dùng để trị các bệnh như bệnh ho lâu ngày, các bệnh về phổi, bệnh viêm họng, bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh đau răng, và dùng để trừ dồi bọ. Về bộ phận dùng thì chúng ta dùng toàn cây thuốc dồi, gồm lá, hoa, thân, rễ. Về cách dùng và liều dùng như sau: nếu như chúng ta mắc phải bất cứ bệnh gì thì chúng ta thường hay bị ho, do đó chúng ta có thể dùng đến cây thuốc dồi kèm theo uống mỗi ngày thay trà. Chúng ta dùng từ 10 đến 12 gam thuốc dồi khô nấu uống trong ngày mỗi khi khát nước. Còn nếu như chúng ta dùng để trị bệnh, các bệnh như bệnh ho lâu ngày, các bệnh về phổi, bệnh viêm đường tiết niệu, ba bệnh kể trên, chúng ta dùng liều lượng giống nhau. Chúng ta có thể dùng khô hoặc dùng tươi. Nếu dùng khô thì chúng ta dùng từ 10 đến 12 gram. Chúng ta đổ ngập nước, sắp riu lửa đến khi cạn còn từ nửa chén đến một chén, thì chúng ta chia ra làm 3, rồi chúng ta uống trước 3 bữa ăn trong ngày nha các bạn. Còn nếu như chúng ta dùng tươi thì chúng ta dùng từ 20 đến 30 gram. Chúng ta xay nhỏ, bỏ bã, rồi chúng ta dùng nước đó chia ra làm 3 lần, uống trước bữa ăn của ngày đó nha các bạn. Chúng ta mỗi ngày mỗi dùng, đến khi nào hết bệnh thì thôi. Còn nếu như chúng ta bị viêm họng thì chúng ta xay nhỏ, bỏ bã, chúng ta cho vào tí muối rồi chúng ta uống. Còn nếu như chúng ta trị đau răng thì chúng ta xay nhỏ, chúng ta dùng nước, chúng ta uống, còn bã chúng ta đắp lên răng, chúng ta ngậm khoảng chừng 15 phút rồi chúng ta nhổ ra nha các bạn. Còn như chúng ta trừ dồi bọ thì chúng ta dùng liều lượng không kể. Chúng ta để lên chỗ nào có dồi bọ thì dồi bọ sẽ bò lên.
và video về cây thuốc dồi đến đây là hết. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.